Lại thì khá xa. Mình đi kia North Sugarloaf á. Cây hoài luôn. Mưa xong giờ cây nào không? Cây. Hồi nãy ở hôm qua ở nhà có hai cây á, nãy quên lấy. Thôi đây là những con người dễ thương thế. Trời, xem cái đường đi nè trời. Ai đứa nào mà mang đôi trắng đi, cái này là vui luôn. Này à, mang đôi trắng đi. Cái đường gì mà bùng lầy không vậy? What you don't see, what we don't show. What you see in reality. Hello mọi người, sau một tiếng rưỡi hơn chụp hình và leo núi thì tụi mình đã gần tới đỉnh. Đây, mọi người đều rất là thở, rất là mệt. Đường rất là dốc nha. Ồ, hai thanh niên này chưa ăn sáng thì gì? Mình lần này mình đã ăn sáng rồi nha mọi người. Đây. Có tới đó. Middle. Sugarloaf. Oh, middle and north. Mình đi ra cái north. Đó, tôi không có sức lại bên middle. The middle. Which one look better? Rồi. Mình đi cái north bên north bên này chứ. Cái north bên này hả? Ừ. Ok. So có hai đường. Đường này là đi north, còn đường này là đi cái middle. Thì tụi mình hướng tới cái middle. Mọi người cũng may là đi lên đây xong rồi mới chia ra là north với lại middle. Chứ không là nếu mà muốn đi lên kia bên middle mà nó có một đường khác à. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chị Vy thấy sao ạ? Tôi quá mệt mỏi. Chị Vy đã đi hiking cũng
mấy 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 lần rồi, năm hơn 5 lần rồi nhỉ. Và chị Vy đánh giá cái trail này như thế nào? Không được. Mình khá là thích cái phần lake. Hả? Ủa có khe ở đây nè. Oh. Wow. Ủa không thấy được. Em đây đây. Đây. Ủa đâu rồi? Đây cái kêu là mình là sâu. Ví dụ rớt xuống đây mình có lạc ở thế giới khác. Cái này nào không thấy được ta. Alice in the Wonderland. Belle in the Wonderland. Đây. Như là nó có khe nè bà con. Ủa là nó có mạng hả? Ủa sao dưới giờ, nãy giờ nãy giờ dưới đi không có mạng xong rồi. Giờ lên đây nghe tiếng tiền. Sao? Sao vậy? Đi mà đâu? Sao không? Nóng ghê luôn á. Ngày năm cũng đi là đi phải từ trên núi lên trên núi. Thiệt luôn á, mỗi năm đi một lần luôn tháng 10. Huy nè. Stop searching Facebook. Nó thật là nguy, tại vì ở dưới thì không có một miếng mạng nào hết, mà tự nhiên lên đây lại có mạng. Ố, cây bật rễ. Evergreen. Ồ hay vậy. You kinda drive me wild. Got my mind running for miles. And I still make you smile. Bên này cũng đẹp lắm. If you were here, I'd stay a while. Gì vậy? Đẹp quá vậy? For you, I will do anything. Trời ơi, cái chỗ này nó đẹp như cái chỗ của nó rồi mà. Ừ. Ồ đẹp quá em ơi. Wave ấy. Đẹp quá. Đây là đỉnh núi Sugarloaf nha mọi người. Cái này là, so, cái này là so North Sugarloaf. I mean it's really worth it. Oh my god, đẹp lắm cái luôn. Cái chỗ này nó đẹp hơn cái chỗ hôm bữa mình đi rất nhiều, mà đi cũng dễ hơn hôm bữa nha mọi người. Yeah. Và cái chỗ này giống như là kiểu mọi người có thể thấy nha, lần này là lá nó đã vàng gần hết rồi. Cái này là cái view nó bao quát luôn. Yeah, và bốn bề đều là núi hết. Yeah, và tại vì cái lá nó không có đều màu á mọi người, cái nó tạo thành một cái giống như cái wave của cái ocean, của cái làn sóng á. Đó là kiểu mà nó lại rất là trải dài rộng á, cho nên rất là yeah. Trời ơi. Cái này là
Cái là best view từ trước giờ đúng không? Dạ, nó thật sự kiểu đi cũng thật sự cũng không có khó tới vậy ấy. Kiểu đi mệt nhưng mà cũng không tới chỗ nào. Trước năm ngoái mình đi cái Odyssey Plus. Dạ, với lại một phần nữa là không có nhiều người. Với lại một phần nữa là hôm nay trời rất là đẹp. Trời nắng mà kiểu nó hơi mây mây nhưng mà nó kiểu là không mây quá. Với lại mình cũng đã chọn cái địa điểm rất là tốt tại vì năm ngoái đi cái Odyssey Plus á, đi cái đó thì năm nay nó lại không đẹp, mình đi từ ngày mình đi ngang qua thì nó không có đẹp bằng năm nay. Năm nay là bên đó nó bị úa, bên này thì nó tươi hơn, bên này khúc này phía trên á nên là nó tươi hơn một chút. Rất là đẹp. Ok. Hợp lý. Đúng Huy. Nói chuyện đất mà. Ủa vậy hả? Mọi người ơi, Huy vừa kêu là cái đường làn cho cái xe trên đỉnh cuối núi kia là đỉnh núi Mount Washington. Ê, hôm nay vẫn nói vậy là hôm nay là nếu mà lên đó là đẹp á. Trời trên nó đẹp, đẹp á. Đẹp mà. Ừ. Nhưng mà đường lên đó thì nó sẽ không có bị tuyết. Bình thường nó mà hôm qua hôm kia đây là chắc chắn chắn có tuyết luôn. Có tuyết luôn á hả? Ừ, nhiều khi lâu lâu nhưng nó có tuyết mà. À, hồi nãy em nghe cái gì mà snow gì đó. Vậy hả? Nói chung là này, em cứ nghe được nửa cái à. Em nghe được. Ông bà ngồi mở map ra coi. Trời, trên đây quá đẹp luôn. Đẹp quá à. Em không muốn xuống luôn á. Bỏ em đi. Bố em đi cái trò cát ở Phan Thiết không? À. Lúc lên xe, bố em cũng đứng rửa chân cho từng đứa. Thôi hả? Bố em rửa chân cho em, đồ, 5 đứa. Rồi dễ thương quá vậy? Bố em rửa hết đứa. Lạnh lắm hả? Hai đứa rửa mặt không ạ? À? Thôi em rửa đi, em rửa đi. Sao không Huy? Trời ơi, lạnh vậy, nhúng luôn cái chân xuống đây thiệt. Tao cũng không phải nói chuyện như nước đá nữa. Em rửa mặt đi. Thôi mới rửa chân. Gì vậy ba? Cái nước theo nguồn bên kia mà. Chứ mà đã đem về bị dữ. Gì trời. Ở đâu đây? Hay là nguồn nước kinh khiết này sẽ khiến em hết bụng hết rồi. Thôi em ơi. Thần sao? Con nhỏ nào nó liếm đồ ăn thì cái gì vậy trời? Nghe nè, thử múc cái nước đó vô cái bình này coi xem cái nước đó nó thật sự nó vàng không? Hay là do đá nó vàng nên nó vàng? Coi nó cái bình không nè. Mình không có chị nè. Nó phải có độ lọt. Thôi vàng vàng thôi, nó cũng là tình vàng. Mẹ cho gì tao hỏi con đó đó. Ghê quá vậy mà mẹ cho nó mắt. When the sun sets, the pillows call for bed. The crown is heavy. Thank you.